Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Kính thưa quý vị, chương trình Chinh Phục Thực Khách của chúng tôi mỗi tập sẽ có hai vị khách mời tới đây. Họ sẽ chuẩn bị những món ăn vô cùng đặc biệt để chinh phục các vị thực khách của chúng ta. Và đầu tiên xin mời quý vị và các bạn hãy đón chào sự xuất hiện của hai vị thực khách uy tín của chương trình chúng tôi, Ngọc Hoa và Linh Lê. Wow. Nghe bạn giới thiệu tôi cảm giác cái tôi uy tín dễ sợ. Uy tín không? Uy tín. Uy tín dữ chưa? Dữ trời. Ngọc Hoa vừa rồi xem chương trình mình á, Ngọc Hoa có đọc hòm thư của khán giả không? Có. Hòm thư khán giả viết gì vậy Hoa? Hòm thư kêu là Ngọc Hoa mê trai quá. Ủa vậy? Dễ dãi quá. Vậy là bữa nói đúng rồi đó anh Khánh. Đúng rồi. Và hôm nay thì hai vị khách mời của chúng ta đẹp không? Quên, khán giả cái hòm thư kia không được mê trai nữa. Nghĩa là mình phải giữ lại phải không? Sao hôm nay khách mời ổn không? Khách mời là hai nghệ sĩ. Nghệ cũng sĩ? Cũng có tuổi. Có tuổi. Phong cách cũng không có quá trẻ lắm. Trung niên hả ta? Kiểu giống như là lịch lãm trung niên mà kiểu vét á. Ôi mà đẹp vậy chị thích cái gu chị. Thôi bây giờ mình mời luôn ha. Mời đi. Mỗi bước thời gian Nhắm Hoa nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt, hứa làm okay. Xin mời sự xuất hiện của Ba Vinh và Vũ Luân. Đó, người ta cũng có tuổi rồi. À, trời ơi, đừng có đứng gần. Có đứng tuổi. Gần là chị không có tầm trung. Sao thấy có tuổi không? Không. Hai mấy tuổi đó. Đủ rồi. Đúng rồi, cái tuổi mơn mởn dễ thương. Không có ngon em sao mà cứ chị bỏ okay, lại cái tin đó rồi. Chúng ta khoan bàn đi để hai bạn trẻ tự giới thiệu về mình ha. Lời đầu tiên em xin chào anh Lê, chị Ngọc Hoa và anh Quốc Khánh và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình Chinh Phục Thực Khách. Mình là Mai Vũ Luân, hiện tại đang là ca sĩ và diễn viên ạ. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào tới anh Khánh, chị Hoa và anh Lê, như tất cả các thực khách đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Bá Vinh và hiện tại em là diễn viên ạ. Xin thông báo là chương trình của chúng ta có một cái phần thưởng vô cùng đặc biệt nếu như hai bạn chinh phục được các vị thực khách của chúng tôi. Và tất nhiên thì đâu phải đơn giản mà các bạn có thể nấu những món ăn tủ của các bạn ở nhà được. Chúng ta có một cái chủ đề. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay do chuyên gia ẩm thực Linh Lê sẽ ra đề. Đây là chủ đề của chương trình. Thì bật mí với Linh Khánh, chị Hoa với lại Lân với lại Vinh. Em nghĩ là mọi người ai cũng biết nhưng mà ăn thì em chưa chắc là ai cũng sẽ ăn rồi. Hả? Thì đây, em bật mí luôn. Thôi mình đưa cho người ta coi đây. Đi. Mình đưa cho người ta thử mở ra đi cho họ có cái cảm giác. Đây, sau lần đầu tiên cho chủ đề. Ok, cảm ơn. Em xin phép mở ra nha. Ok. Rung quá mọi người ơi. Em xin phép cắt lại mình đổi khác được không? Thôi dạ, cái gì vậy? Cho em đổi được không ạ? Đổi hả? Tại cái này em chưa thử qua lần nào á mọi người. Trái đều. Và trước khi bắt đầu nấu ăn, Khánh xin chia sẻ với các bạn một cái thể lệ của chương trình. Khi các bạn nấu ăn thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn một bao thư. Cái bao thư đó các bạn sẽ bỏ tiền vào trong. Không, cái bao thư đó nó trống. Bé thật dụng quá, chưa thi thì tiền. Bao thư nó trống không có gì hết. Và các bạn có nhiệm vụ là các bạn sẽ bỏ một tên trong ba tên đang ở đây. Để cuối chương trình chúng ta sẽ có một phần thưởng đặc biệt. Đó là nếu như các bạn chọn Khánh đi. Dạ. Mà Khánh ăn món ăn của các bạn, Khánh thấy ngon quá, Khánh cho các bạn 10 điểm. Thì số điểm 10 của các bạn sẽ được nhân đôi. Dạ. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ, em chuẩn bị rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần thử thách chính của chương trình Chinh Phục Thực Khách. Chào mừng mọi người đã đến với căn bếp của Mai Vũ Luân. Trước tiên thì mình sẽ chọn một vị thực khách mình nghĩ là sẽ dành sự ưu ái cho mình. Thật sự là em rất muốn cho cả ba người vào nhưng mà thôi em xin phép là cho đây. Coi như là thần hộ mệnh của em đi, em xin phép để qua bên cạnh. Vâng, thì ngày hôm nay thì em xin chế biến món điều trộn gỏi. Chia sẻ cho mọi người biết thì thực ra là em chưa có chế biến món này bao giờ. Nhưng mà trái điều thì em có nghe qua. Và chắc chắn là em không thể để thua là Mai Vũ Luân trong cuộc chiến ngày hôm nay được.
Đầu tiên thì an toàn thực phẩm là tốt nhất. Ui, nó có sâu luôn nè. Oh no. Trái điều này là trái điều sạch nha mọi người. Ở nhà mẹ mình nói á, khi mà rau gì á nó có sâu là kiểu giống như là nó là rau sạch. Nani? Còn mấy con sâu nó mới ăn. Em chắc chưa? Hả? Ủa? Chúng tôi là chuyên gia của an toàn thực phẩm. Người bên hội an toàn thực phẩm nha. Không, nhưng mà con sâu này nó ăn sâu lắm em ơi. What? Nó sâu hút luôn. Thôi về em bỏ trái khác nha anh chị. Anh chị ok. Ok, khoan, trước khi cho anh hỏi là ở đây anh thấy có trái điều thì có trái vàng và trái màu đỏ, thì hai trái này nó khác nhau ở chỗ nào em? Dạ thì một trái màu đỏ, một trái màu vàng. Ý là nó hương vị á, hương vị nó có khác nhau không? Dạ thì nó cũng khác hơi ít, khi mình ăn trái đỏ thì nó sẽ nó cảm giác nó đỏ đỏ, còn mình ăn trái vàng nó cũng vàng vàng, nó khác khác. Nhưng mà em làm món gì vậy? Dạ, món em mang tới cho mọi người là món điều xào xả ớt. Giống như giống hủ kỳ không? Giống tàu hủ kỳ vậy không? Ê, cái mùi thơm quá bạn. Ăn thử không chị? Bây giờ ăn sống được hả? Dạ, ăn sống được. Há bự ra đừng dính cái môi. Sao chị nghe? Em xém ăn cái bao tay. Coi như là để các bạn tập trung làm đi. Tại vì thấy món này cũng khó. Đứng đây hơi bạn rối, bạn làm đúng rồi, rồi ok. Dạ ok. Ráng nha. Dạ. Chúc em ra món thật ngon. Dạ. Cho chị món nào đừng ngứa miệng nha. Dạ. Chúc em là không những món ăn em, người ăn chay ăn được, người ăn mặn ăn được, mà người nào ăn cũng được. Dạ ok. Nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Hello Vinh. Dạ. Hello em. Thôi hồi nãy anh ngồi nghe, anh nghe đâu đó những cái lời thách đấu. Em đã xem phần thể hiện của Luân chưa? Dạ em xem rồi, và em thấy bạn cũng làm rất là tốt. À. Tự tin lắm đó, bạn tự tin. Vinh, dạ. em không vắt nước trước khi em làm, em sắt à hả? Thực ra thì em muốn cắt ra xong em vắt nước để cho cái hình thức nó cũng được đẹp hơn. Do việc nếu như mình vắt nước xong mình xé ra thì trông nó hơi tơi, em không thích cái đó. Em nghĩ vậy cũng hay hồi nãy à, mỗi người có một cách làm khác nhau. Khi ha. Mà mình sắt mỏng ra mình vắt nó sẽ ráo nước hơn. Nó không có bị nát như là bé cái này kia cũng hả? Hay ha. Dạ. Em từng làm món này chưa? Em rất tự tin nhưng mà em chưa làm món này bao giờ. Khô này là khô cá gì em? Khô này là khô khô cá lóc. À, thơm. Cái này giống như mình thay thế như xoài hả em? Không, nó vẫn có xoài. À, vẫn có xoài. Trong cái món này em sẽ có cả xoài này, cả dưa leo này, cả tình yêu em dành cho chị nữa. Anh cũng nghĩ là em nấu ăn nó sẽ đôi lúc chín đôi lúc sống, nên hôm nay em chọn cái này cho nó an toàn. Dạ, là nó cho sống hẳn luôn. Nice. Khoan, hồi nãy Linh có ăn thử một cái miếng mà do cái bạn Khánh luôn chia bớt, cho nên là Khánh muốn ăn thử một cái miếng mà được chế biến khác nó sẽ như thế nào, cho anh xin một miếng được không? Chị sợ cái môi sưng phù. sao tả nghe coi. Không nha. Nhưng mà có đúng là chát với là chua không? Đúng. Có chát hả bạn? Có chát hả? Có chát. Con tí chát. Con tí chua thú vị đó. Cái này mà làm gỏi là ngon đó. Dạ. Ok. Chúc em may mắn. Dạ. Mọi người cứ tin em. Hứa lòng á. Chúc em ra món ngon. Dạ. Tiếp theo là mình sẽ bắt đầu nấu luôn. Đầu tiên mình sẽ bật bếp. Mình để vừa đủ thôi. 800 thôi. Mình đợi cái này nó nóng lên thì đầu tiên mình sẽ cho dầu vào. Xíu ớt thôi. Mình sẽ cho cái điều này vào nha. Như mình đã bảo rồi đấy, là trên tinh thần là ăn là phải thèm. Là làm ít ít thôi thì các anh chị ăn tranh nhau, cái sự tranh đấu với giữa các anh chị sẽ ngon hơn. Sau khi mà chuẩn bị xong các nguyên liệu chính rồi thì chúng ta sẽ phải có cái nước dùng để chúng ta giống như nước mắm ấy, để chúng ta sẽ trộn nó lên. Ok, bây giờ cái món của mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bày trí rồi cho các anh chị thưởng thức nha.
Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Và trong khi hai vị khách mời chúng ta đang chiến đấu ngoài kia thì hai vị thực khách của chúng ta cùng với Quốc Khánh, như thường lệ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để quyết định ai là người giành quyền chỉ định người ăn trước. Cho nên hôm nay tôi sẽ cố gắng tôi thắng để tôi là người ăn cuối cùng. Ok, và chơi sao bây giờ có cái luật gì chơi cho dễ dễ thôi. Vâng, chúng ta có ba màu xuất hiện nhiều trong cuộc sống của chúng ta: xanh, đỏ, vàng. Đúng, cái đèn giao thông á đó. Vậy thì bây giờ trước mắt ba chúng ta mỗi người chọn một màu. Chọn màu xanh. Em màu đỏ. Ok, rồi xanh lá cây. Rồi xanh lá cây. Vàng đâu? Xanh, đỏ, vàng. À, vàng. Ok, ok, ok. Bây giờ đỏ. Ở lộn đây, đỏ, vàng, xanh. Và thế lệ của cuộc chơi là gì? Mỗi người chúng ta nói một loại trái cây có cái màu chúng ta chọn theo thứ tự từng người từng người. Người nào mà ngưng không nói được trong vòng 5 giây rồi, là... loại. Ok. Rồi vậy nào. Bắt đầu từ ai cũng được, bắt đầu từ Linh đi. Điều đỏ. Điều vàng. Cắp. Một. Trái mặn. Chanh vàng. Ổi. Trái thanh long. Xoài. Trái ta bưởi. Táo. Ủa? Lê. Táo màu gì? Có màu đỏ. Có màu đỏ, táo đỏ. Lê. Vậy táo xanh. 5 4 3 2 Trái quýt. Trái quýt màu cam. Trái quýt bị thúi. Trái quýt. Thôi em. Rồi. Lách luật. Còn hai bình đúng không? Vàng với lại vàng với lại xanh, xanh đúng không? Xanh lá cây đúng không? Trái Phật thủ. Màu vàng à. Đúng rồi. Trái xoài xanh. Xoài rồi, nãy xoài xanh. Nói nồi nào đâu, tôi nói thì tôi biết. Tính xạo mấy câu giờ đó. Tính ra là trái cây ở trên đời này là trái nào cũng màu xanh. Ủa các bạn mà, tôi nói trái xoài xanh rồi. Có đâu, trái xoài rồi. Có đâu. Có chưa? Chưa. Ồ, nãy giờ 10 giây rồi nha, câu giờ quá nha. Giờ trái chuối. Thì chuối xanh. 5 4 3 Trái hồng giòn. Hồng giòn xanh. Ở đâu ra cái luật kỳ vậy? Ủa, nãy bạn cho cái trái đều được không, không, không được. Cái mà giờ mình chơi nha, cái giống nó khác nhau thôi chứ cái trái nào màu sống nó không xanh. Rồi rồi rồi, trái bí. Trái bí hả? Thôi cho tôi thua đi. Thôi cho tôi thua đi. Thôi tôi thua đi. Chơi kỳ quá. Chơi tôi không thắng được cái game này, kỳ quá. Thôi thôi đi, chấp nhận thua đàng hoàng, nói đàng hoàng với mình. Ok, thua. Tính ra chị Hoa chọn màu xanh là chị Hoa thông minh chứ. Thôi bây giờ để Hoa giữ cái suy nghĩ của Hoa. Và Hoa sẽ quan sát gọi là món ăn của hai vị khách mời chúng ta khi mà trình bày ra đây sẽ như thế nào. Và không làm mất thời gian của Hoa nữa, xin mời hai vị khách mời đem cái phần trình bày của mình ra được không ạ? À? Món của em là điều xào xả ớt. Khi mà các anh chị ăn cái món này thì mọi người có thể ăn chung với cơm thì nó sẽ dậy mùi điều hơn. Và khi mà các anh chị trải nghiệm cái món này, anh chị sẽ được trải nghiệm tất cả các mùi vị của cuộc đời này luôn. Cay, đắng, mặn, ngọt, chua, chát, tất cả mọi thứ đều ở trong cái món này. Kiểu như ăn cái cứ mình đi cái nửa cuộc đời. Đây là món ăn tên là Trùng Đời. Trùng Đời. Ok. Còn món ăn dễ thương nhỏ nhắn của em tên gì? Dạ, thì em xin giới thiệu đây là salad điều. Salad điều. Salad. Dạ, nghe salad. Cho Tây nó thực ra là điều trộn gỏi. À, salad điều. Biết ăn không mà sao gấp nhiều thế? Trời sợ quá, này này, không kệ nó đỡ ăn một miếng rồi. Chưa ăn thì bao giờ hết, rất sợ quá à. Ăn với cơm. À, ăn cơm hả? Ăn với cơm đi chứ ăn ăn không nó... Ăn không nó sưng mỏ hả? Nó có bị tăng tăng chị Thiên Hoa. Hả? Đây chuyển qua tin em hay sao? Cảm xúc gì lạ lắm. Khoan nói, cho người thứ hai ăn đi. Hẹn đúng rồi. Thôi cho hắn một cục này nè. Thôi cũng, cũng nhiều quá thôi. Nó mắc cười lắm. Nó mắc cười lắm em. Nó lạ lắm đúng không chị? Rồi mời Linh lên nè. Một phần nữa của em. Em cũng nôn thử lắm á. Nó mắc cười lắm thiệt. Thật sự. Nghiêm túc. Ăn xong đi rồi nói rồi, Linh ăn xong đi chị nói luôn. Có thể là bạn cố tình luôn á. Nhưng mà không biết là nó vui lắm kìa, ăn nó vui miệng lắm. Nhưng mà người ăn ngon quá, tò mò quá. Bây giờ tới món của Vinh đi. Bình thường chị rất là hơn thua vụ ăn uống này. Hôm nay cái món này lạ nên chị muốn hai đứa được ăn chung với chị luôn. Ok. Tại vì cái này lạ quá. Thôi chị thấy không có hay lắm, chị mới hả mời hai đứa ăn chung.
ăn thử phải kẹp chung nha, vừa có cá mà vừa có điều nữa nha. Của bạn Quỳnh đó, nó còn cái độ chát. Cái chát này ăn được. Ừ. Nhiều lúc được chát. Nhiều lúc là mình ăn mình cũng cần cái vị chát. Không sao, tôi không thấy chát đâu. Nhưng mà cái nhờ có cái khô cá lóc á, nó kéo lại được. Níu lại hả? Níu lại. Chát quá. Chát. Sau khi ăn hai món thì chúng ta thấy đúng là sơn tinh thủy tinh. Đúng rồi. Ngang tài ngang sức. Ừ. Cho điểm thôi. Khó thiệt. Bây giờ mình khoan suy nghĩ đã. Mình cho cái số điểm liền đúng cái trái tim của mình. Trái tim mình mách bảo kiểu gì làm đó, okay, đúng không? Ok, bây giờ sẽ cho điểm cho Mai Vũ Luân trước nha. Ok. Thì bắt đầu từ Hoa đi. Hoa sẽ cho bạn bao nhiêu điểm? Đừng có nghĩ là chị khen vậy thôi, mà chị cho 8 điểm. 8 điểm. Ok. Món này anh nghĩ anh ít ăn ngọt cho nên anh thấy nó hơi ngọt. Nhưng mà ví dụ như người nào mà thích ăn ngọt thì họ ăn món này anh nghĩ họ rất là vui. Món này là thuộc kiểu ăn vui miệng. Ừ, ăn vui miệng. Em thích số mấy? Ngoài số 10 ra. Em thích số 9,9. 9,9. Không, em thích một số thôi chứ em thích số 9,9. Thiệt là em thích số 7. Em thích số 7 đúng không? Ok, anh cho em 8,7 điểm. Dạ. Cảm ơn anh. Okay. Áp lực quá. Đúng ra là anh cho em 8 điểm rưỡi. Dạ. Nhưng mà thực sự là Luân nói là Luân ở miền Tây mà ở tỉnh nào? Dạ, ở An Giang. À, An Giang. Anh ở Tiền Giang, anh cũng miền Tây. Thì rất may cho em là nó hợp khẩu vị với anh. Tại vì người miền Tây á, anh biết không? Là ăn nó hơi ngọt một tí á. Thì đó. Thì anh sẽ cộng cho em thêm nửa điểm nữa là 9 điểm. Tổng điểm của Luân là 25,7. Cao quá. Tiếp theo, xin mời Linh sẽ cho điểm cho phần trình bày của Vinh. Anh cũng giống như hồi nãy, thì anh cũng vẫn cho em 8 điểm rưỡi. Nhưng mà anh sẽ không làm cho em phân bì là cái điểm khu vực. Cái khô cá lóc nó cũng phổ biến ở miền Tây của anh. Thì anh lại thích khô cá lóc. Thì anh sẽ cho em thêm nửa điểm nữa là 9 điểm luôn. Ồ, là bằng nhau. Dạ, cảm ơn. Anh sẽ cho em 8,8 điểm. Là hơn có phần mô tối. Do anh thích cái khô cá của em. Rồi Hoa, 7,9. Trời ơi, 7,9, ác quá. 7,9. Ok, bên này 8,8, bên này 7,9 là coi như là bằng với bên này luôn. Vậy là 25,7. Rồi. Em nôn quá, em nôn quá, không biết hai đó có ai em trọng không nữa. Trời, hai người mà trúng, một trong hai trúng Linh Lê là cao điểm nè. Ừ, ai mà phải chọn Linh Lê là cao á. Linh mời. Linh nói trước đi. Khoan đã. Trước khi mở ra cho tôi hỏi là một trong hai người có ai chọn Linh Lê hay không? Mọi người nói vậy thôi để biết. Có ai chọn Linh Lê không? Tôi nhìn nụ cười là tôi biết không ai chọn Linh Lê rồi. Rồi, tôi nghĩ rồi, tôi hiểu rồi. Rồi, ok. Vậy là một người 8,7 với một người 7,9. Các bạn cứ mở đi, các bạn không cần tính nhẩm trong đầu đâu. Chắc chọn chị quá. Bây giờ em mà chọn anh thì kết quả mới khó đoán nè. Không, chọn bạn là thắng rồi. Tao thử coi. À, thắng là thắng rồi. Bên này là 33,7 điểm. Và bên này là 34,5 điểm. Dạ. Ủa, thôi chơi bùa mình nha. Một lần nữa, người chiến thắng không phải ngồi bên đây mà là phá kỷ lục. Người ngồi kế bên Linh Lê là người chiến thắng và giành được cúp của Chinh Phục Thực Khách. Hay quá em ơi. Luân ơi, nghe đồn hai bạn ở ngoài đời là bạn thân hả? Dạ không thân. Ủa? Sau chương trình kìa, không thân kìa. Em nghĩ là bạn cũng thân với em dữ mà hóa ra là trong lòng bạn. Thôi nói chưa, để em giỡn thôi. Thực ra ngoài đời bọn em thân với nhau và đóng cũng khá nhiều bộ phim rồi. Thực ra là cái chương trình này em cho em và em cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn về cái khả năng nấu nướng của nhau. Thì mai sau thì em không có nhờ Luân nấu ăn gì nữa thôi. Ok, đây là chỉ là bề ngoài thôi, chỉ là giải trí thôi. Yeah. Chúng ta mong là bên trong họ cũng vậy. Họ cũng là những người bạn thân. Rất cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.
Và cũng rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chinh Phục Thực Khách của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng tới công ty Medicine Media Group thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và ngày hôm nay Quốc Khánh rất là vui lại được đồng hành cùng với những chàng trai rất là dễ thương, rất là đặc biệt, bạn thân thiết với Quốc Khánh. I love you. Ở đây không cần nói gì hết, vợ chỉ cần đẹp là được. Ok. Đẹp kiểu như là thanh mai trúc mã. Anh nấu những cái món ăn nào dễ nhất, ví dụ chiên trứng biết không? Trời, mấy cái chuyện đó không biết làm. Chết rồi. So với những cái cửa hàng mà em mở ra rồi là phá sản rồi thì em thấy là rút kinh nghiệm nhiều lắm, hiểu không? Và món này ngon, thiệt sự rất ngon. Ủa món này có gì đâu để thi đó. Em cũng không ấn tượng như những món này nhiều cho lắm á. Thì nói chung là em cho 8 điểm đi.